Tính vào đầu tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 118. Punyan che puriso kajira kajira thề năng vu nắp vu năng tâm hi tràn đăng kajira tha su khổ punyat sa u cha yo Punyan che puriso kajira kajira thề năng vu nắp vu năng tâm hi tràn đăng kajira tha su khổ buồn nhát sa út cha dù buồn nhăn chê bú ri sô cả di ra cả di ra thề năng bú nắp bú năng tâm hi tràn đăng cả di ra tha su khổ buồn nhát sa út cha dù. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Punyan che puriso kajira kajira thề năng pu nắp pu năng tâm hi tràn đăng kajira tha su khổ punyat sa út cha yo. Hỡi ai quan hỷ làm lành, hãy nên tiếp tục cho thành thói quen. Điều lành thỏa thích rất nên, chứa thiện được lạc, lời khuyên đạo vàng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Lạc Lê. Dạ, kính cảm ơn chị Đăng. Dạ, con Lạc Lê, con trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ, Đại Đức, dạ con, Đại Đức Tuệ Đức, dạ con hình như con, Đại Đức Minh Mẫn, dạ con xin đọc câu kệ, con kệ 118. Buồn nhắc chê buồn nhất chế bu si so kari ya kari kari ya thề năng buồn nhất buồn nhằng tăng hi chân chẳng kari ya tha su ko buồn nhất sa út cha yo buồn nhằng se puri so kari ya kari ya thề năng buồn nhấp buồn nhằng tâm vi chẳng đằng kari ya tha su khổ buồn nhắc cha ut cha yo. Nếu người làm điều nếu người làm điều thiện nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỡi ai hoan hỷ làm lành, hãy nên tiếp tục cho thành thói quen. Điều lành thỏa thích rất nên, chứa thiện được lạc, lời khuyên đạo vàng. Và đó là bộ thơ của Ngài Giới Đức. Buôn nhắn chê pu si so kari yang kariya thế năng buồn nhập buồn nhằng tăng hi chẳng đăng kariya thang su khô buồn nhập xa ủng cha dùng buồn nhắn xe phu chi số kariya kariya thế năng buồn nhập buồn nhằng tăng hi chẳng đăng kariya tha su khô buồn nhắc xa ổn cha yo. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỡi ai hoan hỷ làm lành, hãy nên tiếp tục cho thành thói quen. Điều lành thỏa thích rất nên, chứa thiện được lạc,
lời khuyên đạo vàng, và đó là bộ thơ của ngài Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong câu pháp cú số 118. Kính cảm ơn huynh Quá Ná đã bớt bài. Và kế tiếp thì xin mời vị kế tiếp ạ. Yeah. Dạ, xa thú, kính cảm ơn Chích Đặc Lê. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ông bài câu pháp cú số 118. Quân nhân chê phú rí sô cá rí gia, cá rí gia thá năng phú náp phú năng, tăng hí chân đăng cá rí gia thá xú khô buồn nhát xá út chá vô. Quân nhân chê phú rí sô cá rí gia, cá rí gia thá năng phú náp phú năng, tăng hí chân đăng ký cá dí ra xú khô quân xá út chá vô. Quân nhâm chê phú rí sô cá dí ra, cá dí ra thá năng phú náp phú năng, tăng hí chân đăng cá dí ra thá xú khô quân nhá xá út chá vô. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hỡi ai quan hỷ làm lành, hãy nên tiếp tục cho thành thói quen. Điều lành thỏa thích rất nên chứa thiện được lạc. Lời khuyên đạo vàng, bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Christina nha. Xích buông bỏ và kính mời quý vị và kính mời huynh và cảm ơn xuống mít, kính mời huynh nha. Sư sát thu xích cảm vân. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Chế Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể trình pháp cú số 118. Và cảm ơn Sít Đảng Đông. Quân nhân chê phu ri sô ca di ra, ca di ra tha năng phu nạp phu năng, tâm hi chân đăng ca di ra tha, su khô pa nha sa úc cha yô. Quân nhân chê phu ri sô ca di ra, ca di ra tha năng phu na phu năng, tam hi chân đăng ca di ra tha, su khô pa nha sa úc cha yô. Quân nhân chê phu ri sô ca di ra, ca di ra tha năng phu na phu năng, tam hi chân đăng ca di ra tha, su khô pa nha sa úc cha yô. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, ước hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Bản dịch Mài Ninh Châu. Hỡi ai hoan hỷ làm lành, hãy nên tiếp tục cho thành thói quen. Điều lành thỏa thích rất nên chứa thiện được lạc. Lời khuyên đạo vàng. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Ya, con xin được xuống. À, ra đây. Cái gì? Tina đâu rồi? Giơ tay. Tina đây có thực, có kể được không? Giơ tay đi Tina ơi. Có chiếc máy không vậy? Mời Tina nhé. Alo. À, Tina cũng có chiếc máy rồi. Thì bây giờ còn tới 10 phút. Không biết ra bật đá Minh Mẫn. Còn tới 10 phút mà không thấy ai giơ tay. Con có thể thỉnh Pháp Sư để cũng thỉnh Đại Đức giảng bài kinh số 119 không à? Alo. Dạ, con xin tín niệm Đại Đức. Được. À, ờ, dạ. Dạ, kính cảm ơn Đại Đức. À, con xin được tín Pháp Sư.
Brahmacaro katipati sahampati katan yariyanti varang ayajata santita satta pariyakha jati kate situ thammang anukam pimang pachang phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giá ngài rời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ gia vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi chúng con ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đẳng trí chi vẹn toàn. Dạ Nam Mô Bụt Thà Giá. Thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính cung thỉnh là đức minh mẫn từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vương ý nghĩa và duyên sự đến nào Phật tử chúng con. Nam Mô Bụt Thà Giá. Con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh mẫn. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Xin được hỏi bà con chúng ta có nghe rõ âm thanh không? Alo, alo. Xin hỏi quý vị có nghe rõ âm thanh không? Dạ, nghe lớn hay là nghe nhỏ ạ? Dạ, hơi nhỏ. Rồi, hơi nhỏ, chúng tôi sẽ chỉnh to lên tí. Cái máy này để lâu rồi. Nguyên cả một cái mùa dân y không có sử dụng đến. Thành ra có thể vậy mà nó... Cái volume nó trở lại trạng thái bình thường ban đầu là 50. Dạ, bây giờ chắc là nghe ok rồi. Dạ, sa thú lành thay kính tri ân Huynh Quách Thanh Á. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính thưa toàn thể bà con quý vị, trong mùa dân y Kathina, râm chúng ta tạm thời không có sinh hoạt Phật Pháp là giảng kinh Pháp Cú, nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi vô đó thì thấy bà con cũng có sinh hoạt, có nghe băng giảng, rồi có ngài Tuệ Siêu giảng vào các ngày thứ bảy. Vậy thì trong một tháng hơn tháng đó, bà con chúng ta có tiếng trong pháp học nè, pháp hành nè, rồi hộ pháp không? Nếu có thì chúng tôi xin được tùy hỷ. Khi mà mình tùy hỷ với nhân lành quả lành của một ai đó, mình hiểu rõ cái nhân lành đó là nhân gì, cái quả lành đó là quả gì, mình hiểu rõ vậy rồi mình tùy hỷ đó, thì xin thưa với quý vị, thứ nhất là tâm mình quan hỷ nhiều hơn, và thứ hai đó là hỗ trợ để chánh kiến của mình phát triển mạnh.
Mùa dân y năm nay nhằm cái mùa Covid, Covid-2, thành thử ra đó là chư tăng cũng không có đi lại nhiều. Chúng tôi thì cũng dự lễ dân y ở chùa mình thôi. Rồi trong mùa dân y này, chúng tôi đã phát sanh, đã có phát sanh lên phước vật là Đại Đức Tịnh Đạt. Đại Đức Tịnh Đạt chuyển khoản cho chúng tôi 2 lần. Lần đầu đó là cô Rạng Đông cúng dường chư giảng sư, mỗi chúng tôi nhận 500.000. Lần thứ hai đó là cô chú Phan Quang Liêm cúng dường 2 triệu. Rồi chúng tôi lại nhận được từ một cái số điện thoại lạ, không biết, chúng tôi không biết. Và ở trong cái số điện thoại lạ đó nhắn tin là Đại Đức Thanh Tâm cúng dường 270.000. Thì đó là cái quả phước phát sanh lên cho chúng tôi trong cái mùa dân y đó. Bà con chúng ta tùy hỷ với cái quả lành này của chúng tôi. Đồng thời, bà con chúng ta cũng nên tùy hỷ với cái nhân lành của những người họ làm đó. Mình học pháp đó, xin thưa quý vị, là mình phải tu cái pháp tùy hỷ. Cho nên đó là đôi khi không cần người ta chia phước cho mình. Mình phải có được cái khả năng này, không cần người ta chia, mà tự bản thân của mình phải tùy hỷ được. Cái việc tùy hỷ này đối với mình phải cực kỳ dễ dàng vậy. Khi mình thấy người ta phục vụ ở trong room nè, như là làm MC, post bài này kia kia nọ đó, thì mình biết đó là người ta đang tạo cái nhân phục vụ, thì mình anumodami với cái người đó. Rồi người thuyết pháp nè, thì mình tùy hỷ với cái nhân lành là đang thuyết pháp. Tùy hỷ với những nhân lành rõ ràng cụ thể vậy đó, thì khiến cho cái trí tuệ chánh kiến của mình nó sẽ thu gì sâu sắc hơn. Chúng tôi cũng xin tùy hỷ với bà con Phật tử là đã bố thí cúng dường, rồi tùy hỷ với bà con Phật tử là làm tạo những cái nhân lành phước lành này kia, và đồng thời chúng tôi cũng đồng thời cũng mong là bà con chư Phật tử chúng ta cùng nhau vậy đó, tùy hỷ người này làm lành, người kia làm lành. Thì mình tùy hỷ, người này được cái quả lành, người kia được quả lành, thì mình cũng nên tùy hỷ vậy đó. Chứ còn giờ chúng tôi hỏi bà con ha, khi mà bà con chúng cúng dường chúng tôi tịnh tài vậy đó, bây giờ chúng tôi cầu chúc cho bà con, thì thử hỏi bà con chứ có thành tựu được không? Không. Nếu mà chúng tôi cầu cho bà con mà được thành tựu đó thì thú thật nha, là bản thân của chúng tôi đã cầu cho mình trước cái đã. Và nếu mà thành tựu vậy đó thì xin thưa với bà con là Đức Phật Ngài không phải bỏ ra tới 45 năm trời rồi đi vào tận cùng ngõ cùng hang hẹp để tốn công tốn sức rồi bứa cái đầu người ta ra đâu. Ngài đứng chỗ Ngài cầu cái là xong rồi. Thành ra là gì? Bản thân của mình khi mà làm lành thì mình phải hiểu là mình đang làm lành loại gì. Và cái loại làm lành đó đó, nó hướng đến đó, giảm bớt đi cái loại phiền não nào ở trong cơ địa của mình, ở trong cơ thể của mình. Đó, còn nếu mà nghĩ đến cái quả hú lậu đó, thì cái nhân lành đó sẽ cho cái quả gì? Đó, mình hiểu rõ ràng vậy. Rồi tự bản thân của mình á, mới hiểu sang các cái khía cạnh khác để mà mình mong cầu, để mà mình hướng cái tâm của mình, để mà mình hướng đến cái mục đích của mình đến đến cái chỗ đó. Ví dụ như là mình cúng dường đến cho chư vị giảng sư, người ta giảng pháp Phật nè, thì pháp Phật đó
là hướng đến ở cái chỗ giác ngộ giải thoát. Đó, vậy thì mình hỗ trợ cho những cái người đem cái sự giác ngộ giải thoát đến cho muôn loài. Đó, thì mình hỗ trợ, mình tạo điều kiện để hướng đến giác ngộ giải thoát. Thành ra đó là mình cũng sẽ được hướng giác ngộ giải thoát trong tương lai. Đó là cái phần thêm, là gọi là khéo tác ý đó. Thế cho còn đó, giờ mình có nguyện hay không có nguyện đó, thì xin thưa quý vị, nhân nào nó cũng cho ra quả đó. Là cứ khi nào mà mình bố thí này nha, thì là mình có cái quả phước vật về sau. Giữ giới có cái quả phước đức về sau, tu tiến có cái quả phước trí về sau. Nhưng mà nếu khéo tác ý thì cái quả đó nó rộng ra. Và nó rộng ra hơn. Điều này được nói ở trong kinh đấy, xin thưa quý vị. Trong bộ kinh Đức Thế Tôn Ngài dạy ra là gì? Ai mà tu tập cho nó ngon lành về bát chánh đạo đó, thì có cầu hay không có cầu gì, người đó cũng giải thoát như thường. Còn nếu như đó mà mình không có tu tập bát chánh đạo, không có tu tập bát chánh đạo đó, thì dù cho có cầu hay là có khẩn hay là có vang hay là có xin cỡ nào đi nữa đó, thì cũng không có được giải thoát. Rồi chúng tôi có một đôi lời như vậy gửi đến bà con, cũng để kéo dài thời gian thêm tí, để chừng 7 giờ rồi chúng ta bước vào bài học. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào bài học. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học câu kệ Pháp Cú số 19, và xin lỗi 119. Cũng giống như các cái buổi giảng do chúng tôi đảm trách, chúng ta sẽ học cái câu kệ này 3 phần. Đầu tiên là chúng ta học về từ ngữ và dịch văn xuôi. Thứ hai là học về duyên sự. Thứ ba học về ý nghĩa của cái câu kệ này để chúng ta hiểu, biết rồi thực hành theo. Câu kệ Pháp Cú số 119 này gồm có 4 đoạn. Chúng tôi xin được đọc qua 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Pāpopipassati pha răng. Đoạn thứ 2: Yāvapāpaṃ na paccati. Đoạn thứ 3: Yadā ca paccati pāpaṃ. Đoạn thứ 4: Athapāpopāpaṃ nipassati. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên papopi, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, papo cộng với là pi. Papo là papa chia theo chủ cắt, thành ra có cái hình thức là papo. Papa có nghĩa là điều ác, việc ác. Nhưng mà ở đây đó mình dịch là người, thì Papo là người ác hay là người bất thiện, nói rộng là người bất thiện. Người ác, chữ pi có nghĩa là cúng. Papo người ác, pi cúng. Từ thứ hai, passati. Đây là động từ theo cái chữ papo. Passati có nghĩa là thấy, gặp. Passati là thấy, gặp. Từ thứ ba, phát răng. Phát ra chia theo đối cách, thành ra mới có cái hình thức là ăn. Phát ra
có nghĩa là tốt đẹp, may mắn. Nếu mà loài ngựa đó thì cái chữ phát ra này còn dịch là hiền thiện nữa. Rồi tốt đẹp may mắn. Tới đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên gia quá. Chữ gia quá ở đây là một cái trạng từ. Gia quá là khi nào? Từ thứ hai pa tăng là pa pá, chia theo đối cấp. Xin quý vị, pa tăng ở đây đó ha. Chữ pa păng ở đây đó, pa pá, danh từ trung tính. Cái chữ pa pá này đó, nó là cái tính từ thôi, xin thưa quý vị. Cái thành ra đó là mình có thể chia theo trung tính cũng được nè, mà có thể chia theo nam tính cũng được. Thì trong trường hợp ở cái đoạn thứ hai này, chữ pa pa pá trên đó là chia theo nam tính. Còn chữ pa pá ở dưới thì lại chia theo là trung tính. Trung tính đó thì pa păng là chủ cách. Mình cũng dịch đó là việc ác, điều ác. Tại vì ở trên đó là vì nói về người đó, thành ra đó là mới chia theo chủ cách. Lúc đó người ta mới chia thành là nam tính. Pa pá, việc ác, điều ác. Ná là một phủ định từ, có nghĩa là không hay là chưa. Rồi từ tiếp theo pachati là chính. Thì chính hay là nấu chín. Chín hay nấu chín, chín mùi cũng được. Rồi đến đoạn tiếp theo. Gia quá là khi nào, thì là gia đa là khi ấy. Đây là đều là trạng từ. Từ tiếp theo chá, có nghĩa là va. Từ tiếp theo nữa pachati, chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi. Chín hay là chín mùi. Từ cuối cùng pa păng, chúng ta cũng đã lấy nghĩa trên rồi. Việc ăn điều ăn. Đến đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên attha. Chữ attha đây đó có nghĩa đó là kế đó hay là khi đó. Nó gần gần giống như với cái chữ giá đà vậy. Rồi từ thứ hai papo, chúng ta cũng đã lấy nghĩa trên rồi, là người ác. Từ thứ ba papani, papani là papa mà chia theo chủ cách số nhiều. Thành ra nó có cái là tức là ani. Ở trên pa păng là chia theo chủ cách số ít. Thì pa pa ni có nghĩa là những việc ác. Hay là mình dịch là các việc ác, các điều ác.
Rồi từ cuối cùng Pasati chúng ta cũng đã lấy nghĩa trên luôn rồi. À, là 90. À, bây giờ mình mới dịch văn xuôi nè. À, chữ Pasati là thấy hay gặp vậy. Rồi bây giờ mình mới dịch văn xuôi nè. Papo người ác, pi cũng Pasati gặp, phát răng là điều tốt đẹp hay là điều may mắn. Gia quá cho đến khi pa tăng điều ác hay là việc ác na chưa Pasati chín muội. Chá và gia đà đến khi pa tăng việc ác Pachati chín muồi. A tha là khi đó pa po người ác Pachati gặp pa pa ni những điều ác. Những điều ác ở đây đó mình hiểu đó là những cái quả của cái việc ác. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 119. Kính tri ân cô Rạng Đông đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần kết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Người ác cũng gặp điều may mắn cho đến khi điều ác chưa chín muồi. Cô thiếu chữ chưa ha. Người ác cũng gặp điều may mắn cho đến khi điều ác chưa chín muồi. Và đến khi điều ác chín muồi, khi đó người ác gặp những điều ác. Hay là đó là mình dịch theo dịch sát từ đó. Còn ai mà giỏi văn chương tí đó thì mình có thể gọt giũa sao nghe cho nó êm tai hơn tí. Khi chúng tôi dịch văn xuôi đó thì ôm sát vào từ để mà dịch, để bà con chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong ngôn ngữ Pali. Rồi còn cái việc mà dịch sao nghe cho nó hay, cho nó êm tai đó thì tùy thuộc vào cái khả năng ngôn ngữ của mỗi người. Tiếp theo phần 2 và phần 3. Và trước khi bước vào học phần 2 và phần 3, chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeni svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại rừng Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 119. Câu kệ này nằm trong phẩm Pa Pa Quát Giá, phẩm ác
được Đức Thế Tôn thuyết giảng, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tâu Quán Á, đề cập đến một khía cạnh, ha, một khía cạnh trong đời sống của ông Anathabindika. Anathabindika Setuvathu. Đó là câu chuyện ha, về ông trưởng giả Anathabindika. Thì ông Anathabindika, cái câu chuyện về ông Anathabindika này dài, xin thưa quý vị. Thì cái duyên sự đó là những cái gợi mở để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ. Thành thử ra đó, câu chuyện này nè cũng nói đến một số chi tiết thôi, một số chi tiết này hỗ trợ để làm rõ lên cái ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali. Cuộc đời của ông trưởng giả Anathabindika thì con chư Phật tử chúng ta chắc cũng nắm rõ và cũng đã từng nghe lui nghe tới rất là nhiều lần. Thì xin thưa quý vị, ông trưởng giả Anathabindika này là một người mộ đạo, một bậc thánh tu đầu quần. Sau khi ông nếm được hương vị Pháp đó, thì bắt đầu suốt cuộc đời của ông, bản thân của mình, rồi là hướng dẫn những người thân yêu của mình hộ trì Tam Bảo. Và hộ trì Tam Bảo. Và cứ hễ khi nào mà mình còn sống tồn tại ở trên cuộc đời này nè, xin thưa quý vị, thì mình còn bị chi phối bởi nghiệp quá khứ. Như chúng ta thấy nè, Đức Thế Tôn đó là thiên nhân chi đạo sư, nhưng mà Ngài cũng vẫn còn bị chi phối bởi cái nghiệp quá khứ, là nghiệp xấu có, nghiệp tốt có. Thì khi nghiệp xấu mà đến thời kỳ nó trổ quả đó, thì khiến cho mình đó khó chịu. Như Ngài đó là Ngài cũng bị người ta quan giáo quả nữa, Ngài cũng bị trầy chân nữa, Ngài cũng bị đau bụng. Thì đó là cái nhân ác, nhân xấu đời xưa kiếp trước đó, tới thời kỳ nó trổ quả. Thì ông Anathabindika này cũng vậy, xin thú gì, cứ hễ còn tồn tại đó là còn chi phối bởi nghiệp quá khứ. Thành thử ra đó là ông này đó, ông là một trưởng giả, tức có nghĩa đó là người giàu có đó, nhưng mà đến hồi đó cũng bị khánh kiệt. Khánh kiệt đó là do các cái thương buôn khác đó họ mượn, nhưng mà không chịu trả. Rồi là gì? Tiền bạc giấu, chôn giấu, rồi cái bị nước nó cuốn trôi đi. Rồi xin thưa quý vị đó, có khi đó của cải mình chôn giấu đó cũng còn bị giả xoa nó mang đi nữa. Rất là nhiều yếu tố, rất là nhiều cái điều kiện để khiến cho tài sản của mình nó bị hư hao, bị mất mát. Thì để dẫn đến cái chỗ đó là bị khánh kiệt. Thì xin thưa quý vị đó, sở dĩ mà mình bị hư hao, bị mất mát đó, đó là do cái nhân xấu đời xưa kiếp trước. Thì cái hư hao mất mát đó là một dạng quả khổ, do một dạng quả khổ. Thì ông Anathabindika này cũng vậy, đến cái lúc mà bị khánh kiệt vậy đó, thì thử hỏi bà con chứ cái tâm tịnh tính đối với Tam Bảo của ông ta đó có bị lung lay suy xuyển không? Thưa không, vì đây là bậc thánh mà, cho nên đó là niềm tin đối với Tam Bảo đó là kiên định. Và niềm tin đối với Tam Bảo kiên định vậy đó, thì là cái tâm mà ủng hộ hộ trì Tam Bảo đó, xin thưa quý vị, cũng không có lay chuyển. Khi giàu thì mình ủng hộ hộ độ theo kiểu giàu, khi nghèo mình ủng hộ hộ độ theo kiểu nghèo.
thì mình sống ở trong cuộc đời này này, xin thú vị, mình là sinh hữu hình, thì bên cạnh đó cũng sẽ có những chúng sinh vô hình đó, họ sống chung. Thì ở trong nhà của ông trưởng giả cấp cô độc này nè, có một cái vị thiên nữ, cũng có con cái, cái ở ngay cái cửa đó, một cái cửa ở trong nhà. Thì khi mà mình hiểu đó ha, một vị thiên mà ở ngay cái cửa của ngôi nhà mình đó, thì có nghĩa đó là vị thiên này nè, theo quý vị chứ có phước hay là thiếu phước, là thiếu phước mới đi ăn nhờ ở đậu vậy. Chư thiên mà ở chung trại với mình đó, thì xem như cũng đã là thiếu phước rồi, mà lại ăn nhờ ở đậu vậy nữa đó thì là thiếu phước nữa. Dạ, thiếu phước nữa. Mà người càng thiếu phước đó thì thử hỏi bà con, chứ người đó chánh kiến nhiều hay là chánh kiến ít? Đó, người còn đó có niềm tin đối với Tam Bảo nhiều hay là ít? Để xin thứ ạ. Do cái niềm tin đối với Tam Bảo ít, thì thành thử ra là gì? Mới ít có tạo phước, ít có tạo nhân phước, thì từ chỗ đó dẫn đến mới có ít cái quả phước. Chứ còn nếu mà mình có cái niềm tin đối với Tam Bảo sắc son nè, mạnh mẽ nè, thì mình là người tạo nhân phước nhiều rồi. Tạo nhân phước nhiều thì tất yếu dẫn đến mình sẽ có cái quả phước nổi trội. Có cái quả phước nổi trội. Và cũng vì do cái niềm tin đối với Tam Bảo yếu vậy đó, thành ra dẫn đến chánh kiến cũng sẽ yếu. Chánh kiến cũng sẽ yếu. Chánh kiến yếu hay vậy đó thì mới dẫn đến cái chỗ đó là không có hiểu biết được cái ân đức của Tam Bảo. Do đó đó, cái vị chư thiên này đó, một là không có hiểu biết về cái ân đức của Tam Bảo vậy. Thứ hai nữa đó là vì cái quy lực, cái quy đức của cái vị chư thiên này nè yếu kém vậy đó, thì thành ra đó là mỗi một lần mà chư Phật đi đến nhà của ông cấp cô độc nè, hoặc là chư Thánh Tăng đi vào nhà của ông cấp cô độc đó, thì cái quy đức của các ngài quá, khiến cho cái cô này cũng không thể ở trên cao được. Mà cổ phải đi xuống dưới. Khi đi xuống dưới vậy thì phải tay ẩm tay bầm con cái, cổ cực mệt mỏi quá. Đó, thì theo quý vị đó, cô này đó cổ có bực bội khó chịu không? Có là cái chắc rồi ha. Bực bội khó chịu chứ. Cứ mỗi một lần vậy đó, cổ lại là tay bầm tay bế con cái đi xuống đất, là một lần bực bội khó chịu. Và khi mà cái ý đó khởi lên bực bội khó chịu nhiều vậy đó, thì xin thú vị khi đó đó là cái cô này cổ tạo ra ý nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện. Nhưng mà ý nghiệp bất thiện đó, đó chưa thể hiện ra bằng khẩu nghiệp bất thiện hoặc là thân nghiệp bất thiện. Và đến cái lúc mà ông cấp cô độc này nè, ông rơi vào cái cảnh khánh kiệt đó, thì cái cô này cổ nói, cổ nghĩ đó, đây là thời cơ chín muồi. Mình cũng hiểu đó, đây là hội đủ cái điều kiện để cổ hiện bày ra cái thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện. Cho nên đó cổ mới hiện đến, cổ nói cho ông cấp cô độc đó, cổ nói đó là vì do ông hộ cúng dường đến Sa Môn Cồ Đàm cùng với các đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm, cho nên đó ông mới bị khánh kiệt vậy đó. Giờ ông đừng có cúng dường nữa mà chuyên tâm lo buôn bán làm ăn đi, thì ông sẽ được giàu trở lại. Thì theo quý vị ha, mình có một cái niềm tin sắc son đối với Tam Bảo, mình có một cái sự hiểu biết chắc chắn đối với nhân quả nghiệp báo đó, thì với người nói vậy đó, mình có bực không xin thú gì? Bực là cái chắc. Mình bậc thánh tu đà quần đó, họ coi Đức Phật đó còn hơn cha đẻ của họ nữa đó, mà giờ đi nói xấu cha đẻ mình vậy làm sao không bực được. Nhưng mà xin thưa quý vị đó,
cái bậc của bậc thánh Tu Đà Hoàn khác hơn cái bậc của phàm phu. Cái bậc của phàm phu đó là có thể lúc đó đó là thấy mấy tay chân liền á, gặp cái gì quăng cái đó, hoặc là quát tháo, hoặc là chửi bới, hoặc là xô đuổi liền á. Nhưng mà ông cấp cô độc đó là chỉ nói từ tốn thôi, có thể hơi hơi nặng to to tí một tí thôi, là thôi cô đi chỗ khác ở, cô không ở đây nữa. Tức là đuổi, ông cấp cô độc đuổi cái cô này đi. Thì xin thưa quý vị đó, khi mà bị một vị thánh đuổi đi đó, thì cô này không có thể ở lại được nữa. Và khi mà bị ông cấp cô độc đuổi đi rồi, thì cô này đó là lang thang chỗ này chỗ kia, tay ẩm, tay bế, tay bầm, mà không có chỗ trú. Hỏi bà con chứ khổ sở không? Quá khổ sở đi chứ. Lúc mà mình còn được ở ngay cái ngưỡng cửa đó, đó thì dầu cho chư Tăng, Đức Phật có đến đó ha, thì mình xuống cái rồi mình lên cũng còn có cái chỗ để ngã lưng, còn có cái chỗ để cho con nằm. Đó, bây giờ không còn có cái chỗ đó nữa. Cứ tay bế tay bầm đi lang thang chỗ này chỗ kia ha, muốn nằm xuống cho nó yên ăn tí đó cũng có chỗ nè. Muốn có cái chỗ cho con nằm êm ái tí đó cũng có nè. Đi xin chỗ này chỗ kia không có ai dám cho hết. Không ai dám cho xin thú gì. Bị một vị thánh đuổi đi vậy rồi. Mà chúng ta biết đó, chư thiên mà có quyền lực đó, chư thiên cao đó, họ có thiên nhãn mà họ thấy, họ biết được cái hành động của cái cô này, hành động ác xấu vậy, thì thành ra đó là người ta đâu có dám chứa. Chứa hay sợ các cái vị thiên thần cao cao đó ta trừng phạt thì sao? Thì khổ sở quá. Bắt đầu cô này đó đi năn nỉ ỉ ôi hết người này đến người kia. À mà xin thưa quý vị đó, năn nỉ ỉ ôi vậy đó, nhưng mà cô này cũng vẫn chưa có nhận ra được cái sai của mình. Thành ra khi mà năn nỉ ỉ ôi đó thì cũng không có nói rằng mình chê bai, mình bất mãn, mình nói xấu chư Phật, nói xấu chư Thánh, không có nói vậy. Thì dĩ nhiên dù cho cổ có nói thì cổ không nói đó, thì là các cái vị thiên thần mà cao cao đó, như là Tứ Đại Thiên Vương này, Vua Trời Đế Thích đó, họ cũng biết hết. Cổ xin lên tới Tứ Đại Thiên Vương cũng được, cổ mới đi tuốt lên tới Vua Trời Đế Thích. Thì khi mà đến Vua Trời Đế Thích thì cổ biết rồi đó, đây là cái vị cao nhất rồi đó. Bây giờ mà mình nói thiệt nữa đó thì là thua rồi. Cho nên đó là có sao nói vậy. Thì lúc đó đó Vua Trời Đế Thích mới nói đó là ta sẽ đi nông cấp cô độc cho ngươi được về lại ở đó để có cái chốn dung thân. Nhưng mà có điều kiện, đó là ngươi phải đoái công chuộc tội. Chư thiên có thần lực, thành ra đó là gì? Ngươi phải hóa thân thành cái người đi đòi nợ. Những ai mà đã mắc nợ của ông cấp cô độc, ngươi đi đòi về. Của cải của ông cấp cô độc bị nước cuốn trôi đó, thì ngươi lặn xuống biển đem về. Rồi dưới biển còn có một cái số của mà vô chủ, ngươi cũng đem về luôn. Đem về đầy vô cái kho của ông, rồi bắt đầu đó đến sám hối ông. Đó, Vua Trời Đế Thích dạy cho cổ vậy, thì xin thưa quý vị cổ làm theo. Sau khi làm xong đó thì cổ mới đến cổ sám hối ông cấp cô độc. Thì ông cấp cô độc đó kêu cổ là đi đến ý kiến Đức Bổn Sư để mà sám hối. Thì cô này cổ đến cổ gặp Đức Phật, rồi cổ quỳ xuống cổ nói là bạch ngài, vì con mù quáng ngu si, con không biết được cái ân đức của ngài, con không biết được cái ân đức của thánh chúng, cho nên đó là con mới có những cái lời ác quấy, nói xấu về ngài, xúc phạm ngài, thì xin ngài tha thứ cho con.
Thì sám hối Đức Thế Tôn xong thì là bắt đầu đó, mới quay qua sám hối trở lại ông Cấp Cô Độc. Thì lúc đó đó Đức Bổn Sư ngài mới ban lời giáo huấn cho cô thiên nữ này cùng với ông Cấp Cô Độc về cái quả báo của cái nhân thiện và nhân bất thiện. À, thì sau khi mà Đức Thế Tôn ngài giáo hóa dạy xong đó, cái ngài mới ngâm lên một loạt hai câu kệ. Đúng rồi, ngâm lên một loạt hai câu kệ. Hôm nay chúng ta học câu kệ đầu là 119. Lần sau chúng ta sẽ học câu kệ tiếp theo là 120. Câu kệ đầu Đức Thế Tôn ngài dạy: Papo pi pasati va rang ya wa pa pang na pacchati ya da cha pacchati pa pang atha pa pu pa pa ni pasati. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Còn ngài Hòa thượng Giới Đức thì dịch là: Người kia làm ác nghĩ rằng làm ác được tốt, được hằng an vui. Đến khi quả dữ chín mùi, khổ đau họa hại rồi đời kẻ ngu. Và có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa, thì đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali. Cái câu kệ Bali này đó, Đức Thế Tôn ngài dạy về cái nhân ác và quả dị thục của cái nhân ác đó, để người nghe đó nhận ra được cái gì là nhân ác và cái quả dị thục của nhân ác đó, đó nó khổ sở đến dường nào. Từ chỗ đó đó mà người nghe sợ hãi đối với cái nhân ác, có thể là đối với cái quả ác trước, rồi mới sợ hãi đối với cái nhân ác. Khi có cái sự sợ hãi vậy đó thì ra sức cố gắng từ bỏ cái nhân ác đó đi, thì lúc đó sẽ được sống an lạc hạnh phúc. Vậy thì cụ thể chi tiết câu kệ này đó chúng ta phải hiểu ra làm sao. Ở câu kệ này chúng ta thấy đoạn đầu tiên Đức Phật ngài dạy: Papo pi pasati va rang, người ác cũng thấy là tốt đẹp, là may mắn. Tốt đẹp may mắn là sao, xin thưa quý vị? Theo quý vị, cái cô thiên nữ đó đó, khi mà cổ chưa có nói ra lời, cổ chưa có đến hiện ra dèm pha nói xấu Đức Thế Tôn với cái ông với ông Cấp Cô Độc đó, thì khi đó đó thử hỏi bà con, cô đó là người tốt hay là người xấu ạ? Cô đó là người thiện hay là người ác? Khi mình xác định được cô đó người thiện hay cô đó người xấu, người ác đó, thì mình cũng phải có cái chứng cứ. Xin thưa cô đó là người ác. Cô đó là người xấu. Người ác, người xấu có chỗ nào? Cô có sự bất kính, khó chịu, bực bội đối với Đức Phật, đối với thánh chúng mỗi lần đi đến nhà ông Cấp Cô Độc. Là lúc đó cô này cô đã có cái ý ác rồi đó, cô đã có cái ý xấu, cô đã có cái ý bất thiện rồi đó. Cô đã tạo ra cái ý nghiệp xấu, ý nghiệp bất thiện, ý nghiệp ác rồi. Nhưng mà lúc đó đó, xin thưa quý vị đó, cô ta cũng vẫn cứ sống tốt đẹp mà, sống bình thường. Cho dù nữa, là mỗi một lần Đức Phật ngài đến, mỗi một lần thánh chúng đến thì cổ phải trên kia đi xuống đất, cũng hơi khổ khổ tí đó. Nhưng mà cái khổ đó đó chưa có nổi trội, cái khổ đó đó có thể chấp nhận được.
Và vì vậy đó mà cổ vẫn cứ nghĩ rằng đó là điều bình thường, đó là điều tốt đẹp thôi, chứ chưa có gì cả. Và do vì nghĩ như vậy, hiểu như vậy, cái thành thử ra là gì? Ý nghiệp bất thiện đó vẫn được tạo tiếp tục. Dạ, tạo tiếp tục. Xin thưa quý vị đó chứ, cổ không có phải đó là ngày một, ngày hai thì là mới có cái sự bất bình, mới có cái sự bực bội khó chịu. Mỗi khi mà Đức Phật hoặc là Thánh chúng đi đến nhà ông cấp cô độc, mà cổ đã ở đó rất là lâu rồi mà. Thì thành thử ra mình hiểu đó. Đối với nhà ông cấp cô độc nè, đối với nhà bà Visakha đó, thì ngày nào cũng có Thánh chúng đi đến đó hết. Nếu mà mình nói ngày nào cũng có Đức Phật đi đến thì không có đúng. Nhưng mà ngày nào cũng có Thánh chúng đi đến đó hết. Bởi vì cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại tiền đó thì Thánh chúng ở sau cái thi đó đông lắm, rất là đông. Và hai nơi đó, đó thì chưa tăng thường thường đến. Đó thì cứ ngày nào cổ cũng tạo cái ý nghiệp bất thiện. Dạ, nhưng mà cái ý nghiệp bất thiện đó đó chưa có chỗ, hay là chưa cho cổ một cái quả khổ mà mình có thể nói đó là nặng nề. Thì thành thử ra là gì? Cổ thấy đời sống của cổ cũng vẫn cứ còn tốt đẹp nè. Ẩm con đi xuống dưới đất một chút xíu rồi đi lên cũng vẫn còn có cái chỗ để dung thân, cũng vẫn còn có cái chỗ nằm, cũng vẫn còn có cái chỗ sinh hoạt bình thường, chưa có cái gì là nặng nề cả. Đó. Là người ác thấy là tốt đẹp, thấy là may mắn, là như vậy đó xin lưu ý. Và cũng từ cái này mà mình suy ra này, mình thấy rộng ra này, thì chúng ta thấy ở trong cuộc đời này có những người đó là gì, họ sống rất là ác ôn nè, mà cũng vẫn cứ sống là phè phè, là thảnh thơi nè. Thì điều đó mình hiểu như thế nào? Rất là ác ôn thì là sở hành, hành vi, lối sống của họ đó là bất thiện, là ác mà. Tức có nghĩa là ngay đời sống hiện tại đó là họ đang tạo ra vô vàn những cái bất thiện nghiệp, vô vàn những cái ác nghiệp. Nhưng mà xin thưa quý vị đó là mỗi một cái nhân, mỗi một cái hạt đó, nó đều phải có một cái thời gian để cho ra quả. Thành thử ra đó là cái sở hành vi lối sống xấu xa, là tội lỗi, là ác ôn của họ đó đó, nó chưa có tới thời kỳ trổ quả. Thì thành ra đó là cái quả của cái việc sống xấu, sống ác, sống khổ này của họ nè, nó chưa có trổ. Nhưng mà bên cạnh đó là gì? Ai còn tồn tại, còn sống ở trong cuộc đời này thì người đó còn bị chi phối bởi nghiệp quá khứ. Mà nghiệp quá khứ đó thì nó vừa có trắng vừa có đen, tức là vừa có thiện vừa có bất thiện. Và điều này đó chỉ có chư Phật, chỉ có những cái người mà có trí quá khứ, trí vị lai đó thì họ mới hiểu được thôi. Thì có thể đời này nè người ta sống ác, sống xấu vậy đó, nhưng mà đời xưa kiếp trước đó, người ta sống rất là thiện, tạo vô vàn công đức như là bố thí, trì giới. Thành ra đời sống hiện tại đó, cái quả bố thí trì giới đó nó trổ cho người ta, nó trổ liên tục, nó trổ lai láng, khiến cho người ta giàu có, mà khiến cho người ta đó là có địa vị cao ở trong xã hội. Nhưng mà gì? Không có tạo cái phước trí. Nhân phước trí đó, thưa quý vị, mà phước trí liên hệ đến giác ngộ giải thoát đó. Đó thì thành thử ra đó, người đó đó họ mới có cái cách sống là xấu, là tội lỗi, là ác giấy. Mà chúng ta thấy ha, sống xấu, sống tội lỗi, sống ác vậy đó, nhưng mà họ cũng gì? Sống rất là tốt đẹp. Đời sống của họ nè, cũng gặp hết cái may mắn này, gặp hết cái may mắn kia nè. Đó thì xin thú vị, gặp hết may mắn này, gặp hết may mắn kia, tốt đẹp vậy đó, là cái quả của cái nghiệp quá khứ. Và như vậy thế thì có nghĩa là gì? Người ác họ cũng thấy đời sống của họ đó là tốt đẹp đó, đời sống của họ là may mắn vậy đó. May mắn đó là gì? Rằng
cái sở hành vi lối sống của họ là xấu, là bất thiện, là ác đó đó, nó chưa có đủ cái giai đoạn, cái thời gian để cho ra quả. Và gia đà cha ba chả tí ba tăng, cho đến khi cái điều ác hay là cái việc ác đó đó, tức là cái nghiệp ác đó đó, nó chín muồi, tức là nó đủ cái thời gian để cho ra quả đó, thì atha pa vô pa pa di pa sati, thì khi đó đó là người ác đó sẽ gặp cái quả của cái việc ác, hay là sẽ gặp cái điều ác đó. Thì điều ác pa pa ni ở đây đó mình sẽ hiểu nó là gì. Pa pa ni ở đây đó là những cái nhân, xin lỗi, những cái quả của cái nhân ác, nhân xấu, nhân bất thiện đó. Như là cái nữ này nè, sau khi mà cổ bộc phát hay là hiện bày, bộc phát là hiện bày cái ác của mình qua khẩu biểu tri, tức là qua khẩu nghiệp, tức là cổ hiện ra, cổ đến, cổ nói cho ông trưởng giả là cái bình đi cá đó, vì do ông hộ độ đến Sa Môn Cù Đàm cùng với chúng đệ tử của Sa Môn Cù Đàm, cho nên ông mới bị thánh kiệt vậy đó. Thì thôi giờ đừng có hộ độ cho mấy cái người đó nữa, mà chuyên tâm buôn bán làm ăn đi, thì lúc đó ông sẽ giàu có trở lại. Thì theo quý vị đó, cổ nói vậy là đúng hay cổ nói vậy là sai, cổ nói vậy là thiện hay cổ nói vậy là ác? Xin thưa, nói vậy là sai. Nói vậy có nghĩa là cái gì? Là không có hiểu biết được ân đức của Phật, không có hiểu biết được cái tính chất nhân quả nghiệp báo. Thành ra nói vậy là nó tầm bậy, là tạo ra cái khẩu nghiệp bất thiện, khẩu ác nghiệp, nói xấu sau lưng người khác. Thì cổ nói xấu sau lưng người khác, ở đây mình hiểu được là cổ nói xấu Đức Phật mà nha, nhưng mà cổ đang tạo cái khẩu nghiệp bất thiện. Thì cái đối tượng mà cổ đang tạo khẩu nghiệp bất thiện trực tiếp ở đây đó là ông Cấp Cô Độc Gia Sư Thú Vị, chứ không phải Đức Phật nha. Vì khi mà cổ nói ra đó là cổ tạo cái thân, cái khẩu biểu tri nè, phát ra âm thanh, thì cái lỗ tai của ông Cấp Cô Độc đó mới nghe, chứ còn Đức Phật này đâu có nghe. Nếu mà Đức Phật này nghe đó thì ngài chỉ nghe bằng thiền nhĩ thông thôi, cho ngài không có nghe bằng tâm nhĩ thức được đó. Thì ông Cấp Cô Độc này đó là người bị cái quả khổ đó. Quả khổ là do là nghe người ta nói tầm bậy, mà mình hiểu một cách khác đó là gì, là bị người ta xả rác vô cái lỗ tai của mình đó. Đó thì cô này đang tạo cái khẩu nghiệp bất thiện. Nhưng mà xin thưa quý vị, dầu cho ông Cấp Cô Độc hay là Đức Phật đi nữa, thì theo quý vị ha, mình tạo khẩu nghiệp bất thiện đến các cái vị đó, thì cái hậu quả lớn hay là hậu quả nhỏ? Lớn vô cùng, xin thưa quý vị. Đến Đức Phật thì mình miễn bàn ha, Đức Phật Toàn Giác thì mình miễn bàn ha. Mà đến bậc thánh thôi đó, thì xin thưa quý vị đó, cái quả nó cũng nặng nề vô cùng rồi. Mình mà làm phước đến bậc thánh đó, thì cái quả nó trổ sanh đến cho mình là cá sùng. Thì ngược lại, mình tạo nghiệp bất thiện đến bậc thánh, thì cái quả xấu đó nó cũng trổ lại cho mình cá sùng. Thì thành thử ra từ cái chỗ đó đó, cổ mới bị ông Cấp Cô Độc đuổi đi. Thì xin thưa quý vị đó, ông Cấp Cô Độc này đuổi đi đó, đây là một cái điều kiện để cho cái cô này nè, cô không có nhà, không có cửa, không có cái chốn dung thân. Thì không nhà, không cửa, không có chốn dung thân cho bản thân của mình, cho những cái người con của mình đó, đây là một cái loại quả khổ. Và rồi cái gì nữa, đi đến đâu người ta cũng không có chấp nhận, đi đến đâu người ta cũng không có chứa, đi đến đâu người ta cũng không có dám giúp đỡ.
đây là một cái loại quả khổ nặng nề hơn nữa. Bây giờ mình đi đâu không có ai dám chứa, không có ai dám cho mình ở hết nè. Xuống gầm cầu người ta cũng cho ở nè. Đi vô nghĩa địa luôn người ta cũng có cho ở nè. Thử hỏi bà con chứ nó khổ sở tới cỡ nào. Đó thì cái khổ sở này nè, là do hình thành từ từ, từ ý nghiệp nè. Rồi ý nghiệp đó nó hiện bày qua khẩu nghiệp nè, khẩu ác nghiệp đó. Ý ác nghiệp nè hiện bày qua khẩu ác nghiệp nè. Khẩu ác nghiệp đó nó trổ ra quả, nó cho ra cái quả, kết quả là cô này đó không còn còn trốn dung thân. Chẳng những không còn trốn dung thân mà cũng không có ai dám giúp đỡ. Đó thì lúc này đó cô mới nhận ra cái quả, từ cái quả khổ mà mình bị này nè, mới nhận ra được là a di do cái sở hành hành vi lối sống của mình, dắt sống của mình đó, cho nên mình mới phải bị chịu cái hậu quả vậy nè. Mà cái hậu quả này thì nó te tua tơi tả quá, bản thân của mình không có chỗ ở, không có chỗ ngã lưng đó, thì còn có thể chấp nhận được. Mình chết chết mình, bây giờ mình còn liên lụy đến cho con nữa, thì ôi thôi, cái khổ này nó chốc chồng chồng chất khổ, khổ này nó kéo theo khổ khác, thê thảm quá. Thì giờ bằng cách sao? Phải hối hận ăn năn chứ. Rồi thấy sai là mình phải sửa sai. Đúng xin thú gì? À thì cái sửa sai đó đó ha, có thể bà con chúng ta sẽ học ngày mai. Nhưng mà ở đây đó mình phải hiểu đó ha, là gì? Tạo cái nhân ác đó. À, đến khi cái quả ác nó trổ sanh, mà khiến cho mình đã đau khổ khốn cùng vậy đó. Đó thì lúc đó đó mới chợt nhận ra những cái gì mà mình đó là sai, là xấu, là bất thiện, là ác. À, lúc này người ác mới nhận ra được, mới thấy ra được. À, thì những ai mà thấy ra được vậy đó thì xin thưa quý vị, người ta mới là gì? Sửa sai. Nhưng xin thưa quý vị, ở trong cuộc đời sống này có những người không thấy đâu. À, phóng lao có là đi theo lao luôn. À, đi mãi luôn. À, và từ cái chỗ mà đi mãi về, cái thành ra là gì? Đi xuống liên tục. À, thì qua cái câu kệ này nè, à, chúng ta rút ra cái bài học gì cho bản thân của mình, xin thưa quý vị. Đối với cái cô thiên nữ này nha, sở dĩ mà cổ chịu một cái quả khổ nặng nề là không có chốn dung thân cho bản thân, cho con cái nè, mà đi đâu cũng không ai dám chứa chấp, đi đâu cũng không có ai dám giúp đỡ, là vì do cổ đã tạo ra cái khẩu ác nghiệp nói xấu Đức Thế Tôn. À, rồi là gì? Bất kính đối với bậc thấp, là ông cấp cô độc đó trực tiếp đó. À, nhưng mà sở dĩ đó có cái khẩu nghiệp bất thiện đó, khẩu nghiệp ác đó đó, là do đâu ạ? Là do có ý nghiệp ác, ý nghiệp bất thiện được nuôi dưỡng. À, từ cái chỗ ý nghiệp bất thiện, ý nghiệp ác đó được nuôi dưỡng, nó mới hình thành hay nó mới hiện bày qua khẩu ác nghiệp, khẩu bất thiện. Thì thành thứ ra đó ha, tất cả chúng ta khi mà còn là phàm phu đó, xin thú vị, thì tất yếu mình sẽ còn nè tà tư duy, à, còn dục tư duy nè, còn hại tư duy, còn sân tư duy, hay là còn dục tầm nè, còn sân tầm nè, còn hại tầm. Thì tâm nó thuộc về tâm, nó thuộc về ý, xin thú vị, hãy để nó ở trong đầu thôi. Chà, nên để nó ở trong đầu thôi, chứ đừng có cho hiện bày ra bằng khẩu, bằng thân. Một khi mà đã hiện bày ra bằng khẩu, bằng thân đó, thì xin thưa quý vị, cái quả mình chịu đó nó nặng nề lắm. À, mình tu là à, mình tu đó thì mình chưa có thể diệt trừ được hết các cái phiền não trong tâm, nhưng mà chí ít là gì, cố gắng thu thúc gìn giữ cái miệng của mình. Cố gắng thu thúc gìn giữ cái thân, cố gắng thu thúc gìn giữ khẩu nghiệp, thân nghiệp,